Xưa có Triệu Lệ Dĩnh, nay có Châu Vũ Đồng gặp tam tai khi đi sâu. Từ mỹ nhân thân thiện đến mean girl chính hiệu, nàng thơ 9X lộ hàng loạt nét xấu khi đi sâu. Phong bạt học vấn, chèn ép đàn chị, thái độ hỗn hào, giả vờ yếu đuối để được các đồng nghiệp nam quan tâm. Danh tiếng rớt xuống đáy khiến đoàn đội vội vã tới Hồ Giá. Đóng phim dự sự kiện bao lâu không sao, nhưng vừa tham gia show một cái là vướng phải drama. Xưa có Triệu Lệ Dĩnh, nay có Châu Vũ Đồng đều dính ồn ào không hay khi đi show. Mỹ nhân họ Triệu còn đỡ vì cô chỉ bị soi xét cách ứng xử chưa khéo léo, fan còn có thể bảo vệ được. Còn Châu Vũ Đồng, nữ diễn viên bình thường rất được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sự thân thiện tốt tính, nhưng có ai ngờ đi show là lòi ra cái nết vô cùng khó ưa. Tham gia show Hoa Thiếu mùa 6, Châu Vũ Đồng chắc chắn chẳng ngờ bản thân lại liên tiếp dính phốt, khiến hình ảnh thân thiện xây dựng bấy lâu gần như sụp đổ. Nữ diễn viên bị cho là có thái độ không tốt đối với các đàn chị, thích làm theo ý mình, luôn coi bản thân là cái rốn của vũ trụ. Một số cáo buộc khác như phong bạt bằng cấp, gây chú ý với phái nam cũng khiến netizen xứ Trung không ngừng tranh cãi. Cụ thể hơn, Hoa Thiếu mùa 6 là chương trình hiếm hoi mà mỹ nhân vạn người mê Trần Hảo tham gia. Trần Hảo có khoảng cách tuổi tác khá lớn với dàn nghệ sĩ còn lại nên cô thường chăm sóc các em trong show. Tuy nhiên, Châu Vũ Đồng cho rằng Trần Hảo đang áp đặt suy nghĩ của mình cho mọi người, thích quản lý chỉ đạo. Ý kiến của Châu Vũ Đồng không nhận được sự đồng tình của khán giả. Không chỉ với Trần Hảo, Châu Vũ Đồng bị tố có thái độ thiếu thân thiện với Kim Thần khi giật điện thoại từ tay đàn chị một cách thô lỗ. Khi Hầu Minh Hạo có ý muốn mua mỹ phẩm về cho mẹ, Châu Vũ Đồng đã ngăn cản, cho rằng Kim Thần là người đại diện của nhãn hàng này, có thể về xin từ Kim Thần là được. Quá đáng hơn, Châu Vũ Đồng còn bị cho là có ý cô lập Kim Thần khi không ngừng đưa ra ý kiến tách đoàn đi chơi riêng, đến mức nữ diễn viên sinh năm 1990 phải bật khóc trên show. Một lần khác, trong lúc chụp ảnh chung, nữ diễn viên đã đẩy MC Lưu Diệp sang bên cạnh để mình đứng giữa. Đối với các đàn chị thì thiếu lễ độ, nhưng với Hầu Minh Hạo lại thân thiện đến bất ngờ. Netizen chỉ ra khoảnh khắc Châu Vũ Đồng thẳng tay ẩn Điền Gia Thụy ra để chụp ảnh Hầu Minh Hạo, ẩn Lưu Diệp ra khỏi khung hình cũng chỉ để chụp chung với Hầu Minh Hạo. Được biết, Hầu Minh Hạo từng diễn chung với Châu Vũ Đồng trong Hàn Võ Ký. Nhiều người nhận định có lẽ cô nàng muốn xào couple lần nữa với bạn diễn. Trong những diễn biến khác, netizen chỉ ra Châu Vũ Đồng còn khá giả tạo. Ở show khác cô cho thấy bản thân không hề sợ nước, thậm chí còn từng đi học bơi. Nhưng ở show Hoa Thiếu lại ra vẻ sợ hãi khi xuống nước, còn kêu không biết bơi, cốt là để được tiếp xúc với Hầu Minh Hạo. Nữ diễn viên còn bị nhắc nhở khi cố tình để lộ trên show. Trong khi đó, cô cũng rất thiếu tế nhị khi mở cửa phòng tắm của Kim Thần, dù biết máy quay vẫn đang hoạt động. Ngoài những hành động thiếu lễ độ, Châu Vũ Đồng còn vướng vào tranh cãi phong bạt bằng cấp. Nữ diễn viên tự PR bản thân là sinh viên của Đại học Phúc Đán, nhưng thực chất cô chỉ học khoa biểu diễn của Đại học Phúc Đán, một dạng như trường cao đẳng tư thục tư nhân. Mặc cho loạt phốt của Châu Vũ Đồng hàng ngày xuất hiện trên Weibo, fan của Châu Vũ Đồng vẫn nhất quyết bênh vực thần tượng. Phía công ty của nữ diễn viên cũng nỗ lực chạy tới hộ giá bằng cách xóa những bài đăng xấu. Netizen chung cho rằng Châu Vũ Đồng hiện được Đài Hồ Nam hậu thuẫn khi trên poster có rất nhiều nữ nghệ sĩ tuổi đời tuổi nghề đều hơn, nhưng phải làm nền cho Châu Vũ Đồng đứng ở vị trí trung tâm. Hiện tại, danh tiếng của Châu Vũ Đồng xuống dốc không phanh, dù có được o bế cỡ nào cũng khó mà lấy lại hình ảnh đẹp như xưa.